chân đã mệt mỏi thì muốn buông xuôi hết tất cả. Khi mang đắng thắm một người lại nói trong lòng điều dứt ra. Buồn thì tất nhiên mà cố tạo miếng giáp thật bình thản. Và khi tình cảm bị trêu đùa thì nhiều suy nghĩ làm mình nản. Nào thì ngu vì gái mà mày lại trở nên bên lòng. Sao đêm nay cô đơn mà tay ai đã một lời lại yêu. Ngày xưa nàng trao giờ đây còn đâu em ơi. Ngày xưa mà yêu nhau vì sao em đều quên mau vì sao. Mày đang nghĩ cảm giác mày đang trải qua khi mày đang mất đi lý trí. Sống trên đời này là vậy, mất cái này được cái khác. Mày đừng có lì vì nó quá là vì nó yêu vì cái mắt. Mày phải nghĩ như thế này thì như xuất phát ra từ đâu. Và mày phải nghĩ như thế này nhưng quả sẽ có nhưng về sau không có.